Ngày 2 tháng 4 tại sân vận động Hòn Gai, thành phố Hạ Long, Sở Giáo dục Đào tạo phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc giải điền kinh học sinh cấp tỉnh năm học 2013-2014. Tham dự giải có hơn 520 vận động viên của 14 huyện, thị, thành phố và 47 trường trung học phổ thông trong và ngoài công lập. Các vận động viên tham dự giải sẽ thi đấu ở các bộ môn chạy các cự ly, nhảy cao, nhảy xa, ném bóng, đẩy tạ đối với học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông. Học sinh khối tiểu học sẽ tham gia thi đấu các môn chạy 60m, ném bóng, bật xa. Tham gia giải đấu năm nay, đoàn Đông Triều có 20 vận động viên tham gia thi đấu đủ các môn. Tính đến hết ngày 3 tháng 4, đoàn Đông Triều đã xuất sắc giành được giải nhất, nhì toàn đoàn ở các môn thi của bậc tiểu học. Giải điền kinh học sinh tỉnh Quảng Ninh năm 2014 sẽ kết thúc vào ngày 4 tháng 4.